xã hội không ngừng phát triển, cơ sở hạ tầng cần được nâng tầm, nhà ở, các công trình công cộng, đường xá sẽ ngày càng được mở rộng và hiện đại hơn. Và đó là lý do mà ngành kỹ thuật xây dựng luôn là ngành rất cần lao động, đặc biệt là lao động chất lượng cao, vận hành các công trình lớn đang ngày càng nhiều ở Việt Nam. Và trong phóng sự ngày hôm nay, Ánh Nguyệt xin mời quý vị tìm hiểu về ngành kỹ thuật xây dựng tại Trường Đại học Văn Lang. Kỹ thuật xây dựng là ngành chuyên về lĩnh vực tư vấn, lập kế hoạch khảo sát xây dựng, tổ chức giám sát, thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, phục vụ đời sống con người như nhà cao tầng, bệnh viện, trường học, nhà xưởng, trung tâm thương mại. Theo học ngành kỹ thuật xây dựng, sinh viên còn được rèn luyện những kỹ năng mềm cần thiết trong công việc như kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, kỹ năng quản lý thời gian, phân tích tổng hợp và giải quyết vấn đề, kỹ năng thuyết trình. Đặc biệt, tại Trường Đại học Văn Lang còn đầu tư vào ngoại ngữ, tin học để sinh viên có thể làm việc tốt với các kỹ sư từ nước ngoài. Bên cạnh chương trình đào tạo truyền thống, ngành kỹ thuật xây dựng hiện nay còn ứng dụng nhiều chương trình, thiết bị máy móc hiện đại vào đào tạo để cập nhật cho sinh viên những công nghệ và kỹ thuật mới nhất trong ngành xây dựng, có thể làm việc tốt ngay khi ra trường. Hiện giờ khoa xây dựng Trường Đại học Văn Lang luôn luôn có những cái cải tiến trong chương trình và những cái tiến bộ trong cái ngành xây dựng của trên thế giới, đặc biệt về công nghệ thông tin thì các AutoCAD luôn luôn được cập nhật, như là AutoCAD Civil 3D trong thiết kế cơ sở hạ tầng. Ngoài ra, mặc dù những cái phương pháp như top down cho những công trình nhà cao tầng trong những môi trường mực nước ngầm cao, thì khoa xây dựng Trường Đại học Văn Lang vẫn đưa trở vào chương trình giảng dạy. Và hiện tại thì khoa xây dựng Trường Đại học Văn Lang đang xây dựng những cái mô hình số trong cái vật liệu bê tông hoặc là thép, khảo sát quá trình biến dạng đưa vào để mô phỏng các cái hiện tượng và ăn mòn có đặc điểm của môi trường khu vực. Đó là một cái update mới gọi là mô hình số, cũng là cái chiến lược phát triển mô hình số trong ngành xây dựng trên thế giới. Kiến thức liên ngành về bảo vệ môi trường, pháp luật, an toàn lao động, đặc biệt sinh viên ngành xây dựng sẽ được thực hành tại nhiều dự án đa dạng như dự án công trình cầu đường, xây dựng nhà ở, trung tâm mua sắm thương mại.